Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Mỗi sáng, hãy tận hưởng ly premium roast coffee vừa mới pha tại tiệm McDonald's có tham gia. Sài Gòn Bosa sang tinh xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim, 714-622-4298. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Thảo Yên. Hoan chung thủy trở lại với tất cả quý khán giả. Sau cà phê sáng là tới thời sự thế giới, những cái diễn biến liên quan đến cuộc điện đàm qua video giữa Tổng thống Joe Biden và Putin sẽ nằm trong vấn đề tài chủ yếu trong phần tin tức thế giới ngày hôm nay. Thế nhưng đầu tiên vẫn là tin tức thời tiết, Thảo Yên. Dạ vâng, thưa quý vị và thưa anh, ngày hôm nay đó thì buổi sáng sớm trời có mưa, từ bắt đầu 5 giờ sáng là quý vị thấy mưa, nhưng mà mưa nó nhỏ lắm thưa quý vị, nhưng mà nó sẽ kéo dài luôn như vậy cho đến khoảng gần trưa, sau 1-2 giờ đó thì mới thấy là bớt. Và chính vì vậy hôm nay nhiệt độ ở Westminster với Garden Grove không có lên cao lắm, khoảng 63-64 độ thôi. Tối hôm nay đó thì cũng nhiệt độ cao hơn so với những tối trước, lên được khoảng gần 55 độ, cho nên là cũng bớt lạnh. Nhưng mà cái trời như thế này đó sẽ giữ luôn qua đến thứ Năm thưa quý vị. Ngày mai thứ Tư với thứ Năm thì cái cơ hội mà mưa nó vẫn còn, và nhiệt độ thì vẫn ở cái mức là khoảng từ 60 cho đến 63-64 thôi. Chỉ bắt đầu đến thứ Sáu cuối tuần đó, quý vị thấy là cái lớp marine layer nó qua đi thì mới bớt cái cơ hội mưa lại. Trong khi đó ở tại tiểu bang Hawaii thưa quý vị, từ ngày hôm qua đó là đã có một cái trận mưa nó kéo về, mà đến sáng ngày hôm nay thì ông thống đốc của Hawaii đã chính thức ban bố cái tình trạng khẩn cấp trên toàn tiểu bang. Wow. Tại cái vấn đề đó là mưa, nhưng mà nó lại bị bão thưa quý vị, cho nên là nó cái đám mây đó nó nằm yên một chỗ, cho nên là những cái đợt nước nó cứ dầm về, cho nên là mưa một thời gian lâu đó thì nó sẽ gây ra ngập lụt. Chẳng hạn như mới ngày hôm qua thôi, ở tại Honolulu, sở cảnh sát đã phải cứu 5 đứa nhỏ chỉ có khoảng 9-10 tuổi thôi, đứng chơi ở một cái con lạch, nhưng mà nước dâng lên cao quá, không có kịp, 5 đứa nhỏ xém nữa là bị nước nó cuốn trôi thôi quý vị. May mà sở cứu hỏa họ cứu kịp. Rồi chưa kể là ở tại cái hòn đảo Maui thì tính đến sáng ngày hôm nay đã có gần cả ngàn gia đình bị mất điện bởi vì mưa kéo dài, và cái mưa này nó sẽ còn kéo lan sang những cái khu vực khác nữa. Cho nên là ông thống đốc, thứ nhất ông ban hành tình trạng khẩn cấp, và ông nói rằng người dân cần phải nói chung là dự trữ đồ đạc với lại thức ăn đó, sẵn sàng để một khi mà có nếu mà cái khu vực họ sống mà bị ngập lụt, đất đá chùi đó, là phải nhanh chóng leo lên xe và di tản liền ngay lập tức. Bên cạnh đó, không phải liên quan đến thời tiết nhưng mà về con người, ông Elon Musk, Tesla rồi SpaceX á, ông này ông kêu than trời như bọng. Thưa quý vị, ông nói: trời đất ơi, trên quả đất này chúng ta không có đủ người. Và ông than phiền với những ai mà nói rằng là nhân loại đang càng ngày càng sinh nhiều, rồi từ từ chúng ta sẽ bị overpopulation, có nghĩa là dân số quá đông, thực phẩm sẽ không đủ cung cấp, rồi rừng bị tàn phá, họ lo sợ là tình trạng là bầu khí quyển bị hâm nóng, vân vân. Ông nói no no, quý vị đừng có nghĩ như thế. Những dữ kiện ngày hôm nay để cho thấy dân số của nhân loại chúng ta càng ngày càng tụt lại, và như thế thiếu người. Mà nếu thiếu người thì các lĩnh vực quan trọng về khoa học vân vân sẽ bị ảnh hưởng nặng. Thì cái viễn tượng của Elon Musk có thể nói rằng khá chính xác thưa quý vị. Bởi vì các tin tức chúng ta nghe thấy trong thời gian qua là người trẻ ngày nay họ quan tâm đến sự nghiệp của họ nhiều hơn, và vì thế không muốn thành lập gia đình. Một phần là giới tính, chuyển đổi giới tính, nhưng mà phần khác họ nói ô bây giờ công ăn việc làm rồi stress, căng thẳng đầu óc đủ hết đó,
thôi, mình nếu mà mình yêu nhau, mình dọn vào, mình sống chung với nhau là đủ rồi. Và nghĩ tới chuyện nuôi chó, nuôi mèo hơn là nuôi con, thưa quý vị. Họ nhìn thấy thế hệ đi trước bố mẹ của mình cực khổ như thế nào, thì họ ngán ngẩm. Thì ngày hôm nay, Elon Musk phải tuyên bố. Elon Musk muốn dân chúng trên toàn thế giới đẻ con nhiều hơn nữa. There are not enough people, ông nói với tờ Wall Street Journal, và chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế trong tương lai và tất cả mọi ngành nghề đều ảnh hưởng. Không phải vì tuyên bố của Elon Musk gây ảnh hưởng đến thị trường tài chính, nhưng mà sáng nay chúng tôi nhìn thấy cái bản tin đó cũng khá là ngộ nghĩnh. Dow Jones lên tiếp tục 577 điểm. Như vậy thì những cái tin tức liên quan đến Omicron xem ra không gây ảnh hưởng nặng với sự phát triển. Có nghĩa là giới đầu tư không nghĩ là thế giới sẽ đóng cửa một lần nữa, không nghĩ rằng thế giới sẽ rơi vào tình trạng đại dịch lần thứ tư, sống đại dịch lần thứ tư. Cho nên họ tin tưởng. Dow Jones ngày hôm nay sắp đụng mức trần, thưa quý vị, 36.000 điểm trở lên á. Sẽ là mức trần bây giờ được 35.800 rồi, lên thêm 574. Nasdaq, wow, lên 455 điểm. Các khu vực về công nghệ cao, Apple đều tăng mạnh trong ngày hôm nay. S&P 500 lên 101 điểm. Nhiều lắm đó thưa quý vị, S&P 500 lên 100 điểm giống như là Dow Jones lên cả ngàn điểm á. Thực sự trong 2 ngày qua thì Dow Jones đã lấy lại tất cả những cái điểm cả ngàn điểm đã mất vì Omicron trước đây. Châu Âu cũng lên rồi, châu Á vân vân, mọi thứ đều tăng rất mạnh trong ngày hôm nay. Nikkei lên 528, Hồng Kông lên 634, Thượng Hải lên hơn 5 điểm. Công trái phiếu 10 năm hôm nay, hôm qua là 1,39, hôm nay là 1,45, lên chấm 6. Và khi thị trường lên thì dầu cũng theo lên, bởi vì rõ ràng đơn đặt hàng, rồi họ nhìn thấy người tiêu thụ tiếp tục đi mua sắm, đi tiêu xài. Đó là tin tức rất tốt của nền kinh tế Hoa Kỳ và khắp thế giới. Cho nên việc tiêu thụ cũng tăng lên. Và vì thế những hy vọng là giá xăng giảm xem ra không được nữa, thưa quý vị. Xăng chắc có lẽ sẽ không giảm nổi, bởi vì dầu đang tiếp tục lên cao. Hai ngày mà dầu lên hơn 5 đô la rồi. Vàng cũng lên nhưng mà rất là khiêm nhường, lên được có 3.7 đồng thôi, 1.783 đồng 20 sen. Dạ vâng, thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay thì Tòa Bạch Ốc đã đưa ra một cái tuyên bố cho biết là chính quyền của Tổng thống Joe Biden chính thức tuyên bố sẽ tẩy chay, nhưng mà bằng cách ngoại giao, đó là cái sự kiện Thế vận hội Paralympic mùa đông sẽ diễn ra tại Bắc Kinh vào tháng Giêng năm 2022, là nghĩa là còn có một tháng nữa đó thưa quý vị. Chính quyền Hoa Kỳ sẽ tẩy chay bằng cách là không cử đại diện hoặc là sẽ không có bất kỳ quan chức của chính quyền Hoa Kỳ nào đến tham dự cái sự kiện này cả. Tuy nhiên, vận động viên của phái đoàn Hoa Kỳ vẫn được tham dự như bình thường thưa quý vị. Thì cái việc mà cử đại diện của một chính phủ đến tham dự thì sẽ là giống như là cho thấy là mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường, trong khi Hoa Kỳ với lại Trung Cộng đó đang có những cái vấn đề bất đồng sâu sắc. Về thứ nhất, Trung Cộng vẫn ngoan cố đàn áp, bắt bớ và đương nhiên là vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng ở ngay tại Tân Cương thưa quý vị. Chính vì vậy, sau cái tuyên bố sáng ngày hôm nay ở của Tòa Bạch Ốc thì phía Trung Cộng cũng đã lên tiếng đe dọa là phía Trung Quốc chắc chắn sẽ có hành động trả đũa. Thì được biết là tuy nhiên với cái việc mà chỉ tẩy chay ngoại giao như vậy thôi đó thưa quý vị, thì rất nhiều các chuyên gia họ nói rằng như vậy là vẫn là chưa đủ. Các chuyên gia họ muốn là chính quyền Hoa Kỳ cần có một cái cuộc tẩy chay mạnh hơn, giống như là vào cái sự kiện năm 1980 thưa quý vị. Khi đó chính phủ Hoa Kỳ đã tẩy chay một cách triệt để cái sự kiện Thế vận hội Olympic mùa hè diễn ra ở tại Nga đó. Quý vị cũng còn nhớ là vào năm 1979, khi đó Liên bang Xô Viết Nga đã quyết định tấn công vào
Afghanistan và bị thế giới phản đối. Khi đó Hoa Kỳ đã đi đầu bằng cách là kêu gọi tất cả các allies của mình, trong đó có đồng minh, cảm ơn anh, trong đó có Canada thưa quý vị. Thực sự ra đó, cái việc mà quốc hội hoặc là chính phủ không có cái quyền rút các phái đoàn của các vận động viên ra khỏi cái cuộc thi, mà cái quyền đó nằm ở trong tay Ủy ban Thế vận hội của Hoa Kỳ thưa quý vị. Nhưng mà vào năm đó, bởi vì cái sự bất đồng sâu sắc cũng như là chính quyền của ông Jimmy Carter đó có cái lý do chính đáng, cũng như là ngay lập tức rất nhiều đồng minh của Hoa Kỳ đã nghe theo. Canada là một, rồi sau đó là một vài quốc gia châu Âu nữa, họ quyết định là không cử phái đoàn của mình. Thì Ủy ban Olympic Hoa Kỳ khi đó đã vào năm 80, họ không còn cách nào khác dưới áp lực của thứ nhất Hoa Kỳ, của người dân ở trong nước nói riêng và cả thế giới khi đó, thì Ủy ban Olympic Hoa Kỳ quyết định là đã không cử phái đoàn đến, và cái sự kiện năm đó đã thất bại nặng nề ở ngay tại Moscow. Thì bây giờ các chuyên gia họ nghĩ là nếu như chỉ có tẩy chay một cách ngoại giao như vậy đó, thì có thể là sẽ không có gây ảnh hưởng gì nặng nề lắm đến Trung Cộng thôi quý vị. Đó là Hoa Kỳ và Trung Cộng, còn Hoa Kỳ và Nga thì sao? Mời quý vị theo dõi chi tiết ngay sau phần quảng cáo. Bạn có nhớ không, khi bạn bị bong gân mắt cá chân, mẹ sẽ an ủi động viên bạn. Làm việc chăm chỉ và kiên trì là một món quà từ cha. Khi bạn vấp ngã, sự chăm sóc của bà là món quà tốt nhất để giúp bạn đứng lên. Một món quà thật quý giá. Thể hiện tình yêu thương sâu sắc từ xa đến các thành viên trong gia đình. Dầu gió còn nó, một món quà hoàn hảo của tình yêu và sự quan tâm dành cho những người thân yêu của bạn.